Mình không biết mình phải tốn bao nhiêu kim cương cho cái cục ngọc thứ ba nữa. Rồi ra rồi, xong. Ờ, như vậy là mình đã có tay đấm rồi nha mọi người. Ủa? Ủa tay đấm đó mình có rồi các bạn ạ. Què gì vậy? Tao lấy mày. Ủa tôi có rồi hả? Bạn muốn sở hữu ảo Free Fire, ảo Liên Quân siêu cấp giá rẻ hoặc tham gia vòng quay siêu kim cương, đến với shop is.net. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của AS Mobile. Hôm nay chính tôi sẽ phá hết 30.000 kim cương các bạn ạ. 30.000 kim cương sẽ phá hết. Liệu rằng coi có cái gì để phá hay không thì tôi không biết. Nhưng mà sau một tuần off game, à cũng không phải là off game nữa các bạn ạ, ít chơi game lại, thì tôi đã có cơ hội được phá kim cương rồi các bạn ạ. Bây giờ vào vòng quay may mắn, chúng ta sẽ quay mấy cây súng này có hết rồi nha mọi người. Trời đất ơi, mấy cây này cũng có luôn. Vòng quay gì đây? Ủa? Gì vậy? Gói nhà thơ. Ủa? Gói nhà thơ này mình có rồi mà ta. Nani? Cái gì vậy? Ok thôi quay luôn. Chưa có thì quay luôn nha mọi người. Để coi có cái nào mà chưa có bỏ ra nè. Rồi 9 kim cương ra, 29 kim cương ra, 49 kim cương ra, 99 kim cương ra, 199 kim cương ra, 199 kim cương nữa, 299 kim cương ra. Còn cái gì? Tao nghĩ mà tao tức á. Cười gì nói mà cười. Thì đó các bạn, tôi quay cái này tôi lúc nào cũng là cái cuối cùng hết các bạn ạ. Cái này là vòng quay nhà thơ, nhưng mà thực chất để nói thẳng ra thì nó là vòng quay bay màu, bay hết kim cương luôn, và cuối cùng thì 499 kim cương nó mới ra. Thế rốt cuộc là tại vì sao nó không cho mình những cái đồ kiểu giống như đồ đã nhận rồi thì trả lại kim cương cho tôi đi. Mắc gì tôi phải nhận cái thứ mà tôi đã có rồi vậy? U là trời sập biếu nơi phùng luôn á các bạn. Rồi như vậy là mình đã có bộ đồ gói nhà thơ, hơi bị xịn sò, mở luôn. Được. Đã sưu tầm thêm một cái rồi các bạn ạ. Rồi gì đây? À, tay đấm. Ủa gì vậy? Hết hồn. Tôi biết cái tay đấm này làm ra để làm gì luôn các bạn ạ. Để cho những đứa nào mà nó thích sự ồn ào á, nó vô phòng nó cứ ngồi nó đấm á, tao thấy mà ghét á. Thiệt. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay ra với ba cái cục ngọc thôi thì mình sẽ có được cái tay đấm này. Cục ngọc đầu tiên nào. Trời, game dễ dữ. Cục ngọc thứ hai nào. Trời, cục ngọc thứ ba nào. Rồi, để mà có cục ngọc thứ ba thì mình sẽ dùng tuyệt chiêu cuối của mình. Chọn nhanh hết tất cả cái này và sau đó quay ra. Ủa không ra hả? Quê. Má, làm đúng ngầu luôn á. Rồi không ra rồi, cục ngọc thứ ba. Ra nè, cái này là phải ra nè, lần này là phải ra nè, ra. Chua thế. Ra. Không ra rồi các bạn ơi. Mình không biết mình phải tốn bao nhiêu kim cương cho cái cục ngọc thứ ba nữa. Rồi ra rồi, xong. Rồi như vậy là mình đã có tay đấm rồi nha mọi người. Ủa? Ủa tay đấm đó mình có rồi các bạn ạ. Què gì vậy? Tao lấy mày. Ủa tôi có rồi hả? À tay đấm này mình có rồi các bạn ạ. Có ở trong bộ đồ rồi. Trời ơi, tại sao tôi ngu ngốc như vậy? Ai mà biết được. Lừa. Game lừa. Tại vì sao? Tại vì ở trong cái vòng quay này nó không có ghi cái chữ là tôi đã nhận, đã có rồi các bạn. Đúng lừa luôn. Thôi nhận cái đống này về tủ đồ thôi các bạn ạ. Rồi tiếp theo coi vòng quay gì không. Wow, vòng quay này thì mình có hết rồi nha mọi người. Hành động cũng như là cái lưỡi hái, cũng như là cái đào pháo hoa. Rồi tiếp theo là vòng quay gì đây. Bộ đồ này đã có rồi các bạn, nên là không cần quay đâu. Đúng là bộ đồ ồn ào nhất hết cả đầu. Rồi tiếp theo. Trời, nhìn cái vòng quay này anh em. Trời, nhìn muốn tức không? Không có gì nhận được luôn. Hay quá. Đây là vòng quay gì đây? Trời. Cái gì cũng có hết rồi các bạn ạ. Rồi xong. Ở vòng quay đá chế tác. Rồi mấy cây súng này có hết luôn rồi. Vòng quay kim cương có hết luôn rồi. Vòng quay vũ khí. À,
Thì ra cây súng miễn phí. Đây là cây súng G36 hả? À, cây skin đầu tiên đây. G36 tưởng đâu G63. Miễn phí là sao? Tại vì mình còn vé quay miễn phí rất là nhiều nè. Mình cứ quay thoải mái thôi. Cây này thì nó ra dễ không cơ mà. Rồi, bao nhiêu lucky rồi? 101 lucky rồi các bạn ạ. Cây này khoảng tầm 150 lucky là ra. 123 rồi. 134 nè. 145 nè. Ra nè anh em, chuẩn bị nè. 3 2 1. Ra. Trời ơi, tao nói thiệt, đoán như chốc luôn các bạn ạ. Ra nè. Trời, thấy không? Đó là kết quả của việc chơi game 5 năm đó các bạn ạ. Trời ơi, cỡ nào mà không ra. Bạn bị kinh rồi. Rồi, xong. Sau khi có cây súng rồi, để đó từ từ ha. Vòng quay vàng coi còn gì không. Vòng quay vàng cũng không có gì. Rồi, bây giờ tiếp tục là phần... Ủa, nãy giờ mình mới phá được có 4.000 kim cương nữa hả? Ít dữ ta. Phần shop coi có gì hot hay không. Bộ đồ này. Gì đây? Đặt trước thẻ vô cực. Wow. Ở một nơi nọ. Ui, hết hồn ạ. Canh. Ui trời ơi. Ui cái gì vậy? À, một thế giới ở trong game các bạn ạ. Metaverse. Đỉnh phết. Chui vô màn hình. Ok, tôi hiểu rồi. Nhưng mà tôi đã đặt rồi. Không có mua à? Đặt rồi. Còn gì nữa hay không? Nạp để lấy súng này cũng có luôn rồi. Còn đây là khủng long điệu nhảy cũng có luôn. Còn cái này là gì đây? Có một cái nạp một kim cương là nhận được bộ đồ này các bạn. Hơi bị xịn luôn á. Bây giờ ta đi nạp nè. Chưa quay hết kim cương mà đã phải nạp tiền rồi các bạn ạ. Rồi nạp 25.000 đi được 100 kim cương. Cho nó nhanh. Rồi xong. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại để mà nhận. Đâu rồi? Đây. Mình có thể chọn tùy cái nha. Cái nào mà mình chưa có thì mình chọn mình nhận nó. Cái hành động này có rồi nè. Cây súng này cũng có rồi. Bây giờ chọn cái này đi. Rồi mở luôn. Trời đỉnh. Rồi còn gì nữa không ta? Còn gì? Shop huyền bí thì có hết rồi nha mọi người. Bữa vô mua hết rồi. Cái này là gì đây? Cái này là đăng nhập sẽ nhận được cây lưỡi hái đế vương. Này đăng nhập nhập từ bây giờ cho đến ngày mùng 8 tháng 7 lần các bạn ạ. Thoải mái đăng nhập nha anh em. Còn cái này là chơi 15 phút, chơi game cuối tuần, nhận thú cưng. Wow, hơi bị xịn. Gì đây? Ui, hòm xác đẹp phết. Làm sao để có? Chơi kẻ mạo danh 3 trận. Ok, tí nữa mình chơi. Còn cái này là chơi với bạn 3 trận thì sẽ nhận được cái này. Rồi còn gì không? Vào phần vũ khí. Ui! Ui, có khẩu AUG thần điểu. Wow. Thần điểu nha mọi người, chứ không phải điểu nha. Hốt luôn, hốt luôn. Cho giảm giá đi. Tiêu ít nhất. Ok, giảm giá này. Ôi, ra luôn. Trời. Game dễ. Trời ơi, game dễ. Đâu rồi, thần điểu đâu rồi? À, cây súng đẻo thiệt. Cùi. Một tóc bắn và một xuyên giáp. Còn đây là hai tóc bắn nè. Thôi cùi, bình thường. Không có gì đặc biệt cả. Thôi cầm xài thử luôn. Lỡ may có gì đó, cây súng này bị lỗi thì sao, ai biết được. G63 nè, cầm luôn nè. Cầm xem ở sảnh chờ luôn nè. Hơi bị xịn. Rồi còn gì để quay không ta? Mới có 27.000 à, chưa. Không có gì để phá nữa vậy. Thiệt luôn các bạn, hết đồ để phá rồi. Hết thứ để mua rồi. Chẳng thề. Ok, và clip của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. À các bạn ơi, nếu có nhu cầu mua ạc Free Fire, ạc Liên Quân giá rẻ, đừng quên ghé qua shopas.net. Ở shopas.net có rất là nhiều vòng quay siêu kim cương. Cùng với đó ạc Free Fire cực kỳ rẻ luôn nha mọi người. Bye bye mọi người nha.